Đầu tiên chúng ta nâng gối nhịp đơn. Các bạn nâng gối, co từng chân, bụng hóp. Động tác này sẽ giúp cải thiện cơ vuông thắt lưng và ngực nâng cao. Tăng tốc độ. Đừng quên hít thở đều nhé. Chúng ta sẽ thêm tay, đẩy từ cao xuống, tăng độ bật cho động tác, giúp tiêu hao nhiều năng lượng. Nâng gối đơn kép nào. Đơn, đơn, kép. Rất tốt. Các bạn luôn nhớ siết cơ bụng khi đưa đầu gối lên. Kết hợp đẩy thêm tay. Nhanh hơn. Đơn, đơn, kép. Đơn, đơn, kép. Rất tốt. Hít thở đều. And again, bring your body back around, get loose to the sound. Yeah.